Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với VKStock, kênh thợ học đầu tư chứng khoán Việt Hàn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cái nhận định của mình về thị trường chứng khoán của Hàn Quốc trong tuần vừa rồi và cái xu hướng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tuần sau nhé, để các bạn có cái phương hướng để các bạn đầu tư. Thì trong tuần vừa rồi, như mình đã nhận định tuần trước là thị trường chứng khoán của Hàn Quốc vẫn tiếp tục sẽ đi ngang nhé, vẫn sẽ tiếp tục đi ngang, đình xình đi ngang và tạo thành Bắc Quân đấy. Trong tháng 4 thì vẫn lình xình đi ngang và tạo thành Bắc Quân. Thì có khả năng trong tháng 5 nhé, trong tháng 5, bởi vì trong tháng 5 thì ngân hàng sẽ công bố cái việc gì ạ, tăng lãi suất thêm 0,5% nữa. Và trong tháng 5 thì khả năng trong tháng 5 thị trường cũng có thể sẽ bị đạp nhá. Đấy, thị trường sẽ bị đạp. Đấy. Và thị trường tình hình chứng khoán của Hàn Quốc trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ xem qua nhá. Trong một tuần vừa rồi như các bạn thấy này, Weakoken bán ra liên tục này, Weakoken bán ra đúng chưa? Đấy. Và Kane là gom vào đúng chưa? Kane là gom vào. Thị trường chứng khoán của Hàn Quốc hiện tại thì theo mình thấy là phải có dòng tiền của Weakoken nhá. Đây có cá những dòng tiền của cá nhân cũng chưa đủ đâu, chưa đủ để đẩy thị trường lên mà phải có tiền của Weakoken nữa. Hiện tại thì giá đô rất là cao, là khi nào giá đô phải giảm. Đấy. Khi nào giá đô liên tục giảm thì bắt đầu dòng tiền của Weakoken bắt đầu vào. Khi có dòng tiền của Weakoken vào thì bắt đầu thị trường chứng khoán của Hàn Quốc mới tăng hồi phục mạnh trở lại được. Còn hiện tại thì vẫn chưa thấy có dòng tiền của Weakoken vào nhé. Kỳ quan thì vẫn vừa mua vừa bán đúng chưa? Đấy, rồi dân kỳ cầm cũng vừa mua vừa bán. Đấy. Mua 1.500 bán 1.000 đúng chưa? Đấy. Này bán 1.500 là vừa mua vừa bán nha. Trong tình trạng hiện tại thì mình nghĩ là thị trường chứng khoán của Hàn Quốc sẽ tiếp tục đi ngang và lình xình nhá. Đấy. Lình xình trong tuần vừa rồi thì cái nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán của Hàn Quốc và cũng như Mỹ và Hàn Quốc ấy là bị sụt giảm. Thì thị trường chứng khoán của Hàn Quốc là ảnh hưởng của thị trường Mỹ rất là nhiều mà. Bởi vì bên Mỹ thì có cái gì ạ? Có cái thông tin về lạm phát tăng, đúng chưa ạ? Lạm phát tiếp tục tăng và giá cả hàng hóa rất tăng liên tục đấy. Rồi tiếp theo là gì ạ? Mới hôm thứ năm thứ sáu này có một cái thông tin là gì, lãi suất về vay bất động sản ấy thì tăng đập kỷ lục đấy, lãi suất bất động sản ấy là tăng đập kỷ lục. Chính vì vậy cũng làm nổ cái nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán của Mỹ và Hàn Quốc bị sụt giảm nhé. Và còn Hàn Quốc thì sao ạ? Ở Hàn Quốc thì mình cũng nghe một cái thông tin là gì ạ? Sắp tới thì lãi suất của vay bất động sản sẽ tăng lên khoảng 7%. Đấy, có thể là tăng lên 7% nhé. Thì hiện tại rất là nhiều các ngân hàng có cái chính sách là từ 3 đến 5% đúng không ạ? 3 đến 5% khi mua nhà ấy, thì sắp tới sẽ có thể là tăng tới 7% nhé. Đấy, là một cái thông tin mà mình là nghe phong phanh. Đấy. Đấy là những nguyên nhân mà làm cho thị trường chứng khoán của Hàn Quốc cũng tiếp tục lao dốc. Và cái nguyên nhân thứ ba đó chính là gì ạ? Chiến tranh Nga và Ukraine đúng ạ? Cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều tới giá cả tiêu dùng như giá dầu các thứ ấy đấy, rồi cũng như các mặt hàng khác nữa đấy. Và thứ tư nữa là chính là gì ạ? Ảnh hưởng kinh tế từ Trung Quốc đấy. Khi mà Trung Quốc vẫn đang bị dịch bùng phát nhá, đấy, đây là bốn cái lý do chính trong tuần trước làm cho thị trường giá cả của thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng đúng chưa? Đấy, của thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng trong tuần trước đấy. Đấy. Thì hôm phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì mình thấy có anh Samsung đúng không ạ? Phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì mình thấy có Samsung chân cha này, Samsung chân cha bị bán ra rất là mạnh này, và SK Hynix còn này, chân kỳ chân cha này, các bạn thấy không ạ? Này, Samsung chân cha bị bán ra rất là mạnh. Đây là trông hạt này, này Samsung chân cha và SK Hynix bị bán ra và cá nhân là người gom vào. Này, cá nhân của Hàn Quốc nó gom vào rất là mạnh là Kuchon Cyberark nhá, Kuchon Cyberark này bán ra là Sachon Cyberark này, và kỳ quan bán ra này bị ảnh hưởng của ngành gì ạ? Của ngành chất bán dẫn ấy, này chân kỳ chân tra như SK Hynix và Samsung chân tra là hai cái mã cổ phiếu quốc dân mà bị bán ra mạnh như này, thị trường chứng khoán của Hàn Quốc thì cũng chưa thể phục hồi được ngay nhá các bạn nhá. Đấy. Chính vậy trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ đánh như thế nào? Chúng ta đánh ngắn thôi, vẫn đánh ngắn thôi và chọn các cái mã bắt đầu hồi phục thì chúng ta đánh nhá.
Đấy, và chúng ta đánh đánh swing ấy là rất là hiệu quả nhá. Rồi, thì chúng ta cùng xem cái phương hướng trong tuần tiếp theo nhá. Phương hướng trong tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phương hướng như thế nào. Như các bạn thấy là Wicokin nó liên tục bán ra như này. Đấy, Wicokin liên tục bán ra. Đấy, bán ra cá nhân mua vào. Đấy. Rồi dân kỳ cầm này bán ra. Đấy, kỳ quan cũng bán ra, vừa mua vừa bán. Đấy. Rồi. Đây là phiên hôm thứ sáu vừa rồi này, hôm phiên hôm sáu vừa rồi này, là thị trường bị sụt giảm trong cuối phiên thì được đẩy lên một tí nhá. Đấy. Và một số ngành trong tuần sau các bạn có thể theo dõi được nhá. Đấy. Phiên hôm thứ sáu đây các bạn thấy này, đấy, ập trông chỉ xu. Một số ngành trong hôm thứ sáu vừa rồi được mua vào nhiều, đó là ngành gì ạ? Số Hương Chu này, Số Hương Chu được mua vào nhiều nhá. Số Hương Chu và Âm Xích Âm Rô được mua vào nhiều đấy. Thì Âm Xích Âm Rô là một trong những ngành mà mình cũng đang có một số mã về Âm Xích Âm Rô này. Mình đánh swing mà, rồi Un Sung Trang Bi, Un Su Trang Bi, Un Su Trang Bi nhá. Un Su Trang Bi là một số mã liên quan đến các thiết bị của ô tô này, các trang thiết bị của ô tô đấy, và một số mã gì nữa đấy, một số mã đấy là đang có Kike này đấy, một số mã Kike nha, Kike nó được mua vào nhiều trong phiên hôm thứ sáu vừa rồi đấy, thứ sáu vừa rồi còn mã nào nữa. Rồi đấy, này có ba cái ngành này nhá, đấy, Âm Xích Âm Rô, Soi Hương Chu và Kike, hoặc gì ạ, Unsu Trang Trang Bi được mua vào nhiều nhá. Đấy, Costac thì sao, Costac thì bùi bán ra nhiều này, bị đa phần bị bán ra nhá, chỉ có Uyo Chứng Minh Kiki được mua vào thôi. Dạ, đấy là hôm thứ sáu rồi. Thì trong tháng chúng ta cũng xem trong tháng nào, từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 4 là chúng ta cũng xem các mã nào sẽ được mua vào nhiều nào, các nhóm ngành nào được mua vào nhiều. Đây. Đầu tiên thì vẫn là gì ạ, Costac IT Trung Hạt này, mã này được mua, nhóm ngành này được mua vào nhiều nhá. Và thân là IT SW đấy được mua vào nhiều, là nhóm ngành nữa là gì ạ, may mặc này đấy, may mặc rồi giấy, là may mặc rồi giấy đấy, rồi mã tiếp theo là Inban Chân Cha Kiki và gì Uro Chứng Minh, đây là nhóm ngành được mua vào nhiều trong tháng vừa rồi nha, trong tháng vừa rồi bằng mặt nào không ạ, rồi có Uro Chứng Minh này, rồi có IT Bufum nha, IT Bufum IT Bufum mà được mua vào nhiều, IT Bufum mà được mua vào nhiều trong tháng vừa rồi nhá. Đấy, thêm một máy là IT Bufum nữa. Đấy. Pantoche là cũng được, bắt đầu được dục dịch mua vào nhiều, cá nhân được mua vào nhiều này. Đấy. Rồi. Một nhóm ngành nữa là gì ạ? Sofer thử wear, đấy, cũng được mua vào. Đây là một số nhóm ngành mà các bạn chú ý trong tuần vừa rồi nhá. Đấy, à, trong tháng nhá. Khả năng những nhóm ngành này thì trong tuần sau nó vẫn chạy được. Nên các bạn chú ý đánh swing được nhá. Đấy. Thì chúng ta có thể đánh swing được trong giữ vài tuần là chúng ta sẽ có lãi. Đấy. Chúng ta không cần phải giữ dài đâu, giữ vài tháng đến năm đâu, mà chúng ta cần giữ vài tuần thôi là chúng ta cũng có thể chốt lãi được rồi. Đấy. Đây là những nhóm ngành này nhá. Rồi nhìn chung trong tuần tới thì thị trường chứng khoán của Hàn Quốc vẫn sẽ tích lũy đi ngang thôi nhá. Vẫn sẽ tích lũy đi ngang thôi, đây là theo cái nhận định của mình, bởi vì mình cũng xem biểu đồ tuần đây, mình nói với các bạn rất là nhiều rồi, biểu đồ tuần của thị trường chứng khoán Hàn Quốc mình nói rất nhiều biểu đồ tuần này, đấy, mình vào biểu đồ tuần mình xem nhé, đây đây là cái đường MA mình cài đặt đây này, 5, 10, 20, 60 và 120 đấy, nhìn về quá khứ năm 2018 của Costac, Kospi nha, chúng ta thấy là khi mà MA 20 đường màu vàng ở giữa đây là MA 20 này, thủng MA60, đi đường màu xanh này là MA60 này, thì nó sẽ tìm thấy MA120 đúng chưa ạ, đây là thủng rồi này, mà nó sẽ tích lũy đi ngang đấy, tích lũy đi ngang đây cũng tích lũy đi ngang này đấy, sau đó thì nó sẽ tìm thấy MA120 đúng chưa ạ, đây là MA120 đấy, tìm thấy MA tích lũy đi ngang đấy, tích lũy đi ngang đây cũng tích lũy đi ngang rồi đúng chưa ạ, và nó sẽ bị đạp một phát nữa rất là mạnh xuống như này đấy, bị đạp mạnh xuống bằng cái đỉnh cũ khi bắt đầu tạo con sóng cao lên lại này, thì mình nghĩ nó có thể đạp về vùng 2004 nhá, đấy.
Nhất là về vùng 2004, yếu hơn nữa là 2002, nhưng mà khả năng là về hai về vùng 2004 2005 là cao nhá. Này sẽ đạt về như vậy, là đâm ra thị trường có khả năng là trong tháng 5, trong tháng 5 tới, khi mà Cục Dự trữ Liên bang lại tiếp tục tăng lãi suất, đúng không ạ, công bố tăng lãi suất ngân hàng lên, thì khả năng thì thị trường lại tiếp tục bị ảnh hưởng và sẽ bị đạp xuống tiếp nhá. Đấy, có khả năng trong tháng 5 đấy. Đấy, chính vậy là trong giai đoạn này thì các bạn cứ đánh ngắn hạn thôi nhá. Chúng ta hãy dùng chiến thuật là đánh ngắn hạn, là đánh camping, đánh swing đấy, đánh swing thôi đấy. Đây, biểu đồ của tháng, biểu đồ của tháng thì cũng đang đây, biểu đồ của tháng thì cũng như nhìn về quá khứ của nhìn về quá khứ của cô P nhá. Này MA20 là đúng không, MA20 này bị thủng đấy ạ. MA20 bắt đầu thủng xuống, chạm vào đâu ạ? MA20 giá là gì? Giá là thủng MA20 đúng không ạ? Sau đó giá thủng MA60, đây giá thủng MA20 rồi. Thì khả năng giá sẽ giảm xuống, đấy. Sẽ chạm khoảng MA60 nữa sau đó mới hồi phục trở lại được. Năm 2018 vậy, giá thủng MA20, thủng MA60 này, thủng MA120 sau đó mới hồi phục trở lại được. Đấy. Đây là chu kỳ của nó như vậy nhá. Đấy, cũng easy giống nhau thôi. Thì khoảng này thì mình nghĩ nó sẽ chạm về MA, có khả năng cao cũng phải lình xình chạm về lại MA 120 biểu đồ tháng, bởi vì dịch Covid, sau ảnh hưởng của dịch Covid xong thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Chính vậy khả năng sẽ chạm về MA 120. Đây là cái nhận định của mình nha. Đấy. Thì cái phương hướng của mình trong tuần sau thì các bạn cứ đánh ngắn thôi nhá. Đánh thận trọng giai đoạn này. Đấy, chúng ta không cần phải vào thật nhiều, là chúng ta đánh ngắn, là chúng ta ra vào vào khoảng 40-50% tài khoản của mình thôi. Đấy, vào khoảng 40-50% tài khoản của mình thôi, và giữ tài khoản nha, giữ tiền để chúng ta khi mà thị trường ổn định một cái là có xu hướng một ngày chúng ta vào, chúng ta bắt đấy, các mã trụ của thị trường chứng khoán Hàn Quốc, và các bạn nắm giữ là các bạn sẽ có lại, được chưa? Đấy. Rồi, chúng ta cùng xem Samsung nào. Samsung bị đạp. Rồi, cá nhân Vicokin kỳ quan bán ra rất là mạnh đúng chưa? Ở đây thì mình có cài thêm một cái đường EMA 270 nữa này. Mình cài thêm một cái đường EMA 270 là cái mức hỗ trợ cuối cùng rồi nhá, là cái mức hỗ trợ cuối cùng. Này, 270 này là cái mức hỗ trợ cuối cùng của thị trường rồi. Nó vẫn có thể đạp xuống được nhá, đạp xuống dưới được EMA 270 nữa nhá, nó có thể đạp dưới, nhưng mà nó chạm hỗ trợ ở dưới như này là chúng ta cũng có thấy được chắc chắn sẽ có sự an toàn ở cái giai đoạn này rồi. Đấy, thị trường cũng có thể là sắp hồi phục trở lại được rồi. Nhá. Đấy, EMA 270 nó chạm luôn đây này. Chạm EMA 270 nhá. Rất là nhiều các chuyên gia của Hàn Quốc đánh giá là thị trường Samsung nhé, Samsung sẽ về khoảng 60 này. Đấy. Samsung về 60 thì thị trường sẽ tiếp tục đạp thôi. Nhưng mà mình ở đây là thấy hỗ trợ của EMA 720. Ở khu vực này là thấy hỗ trợ của 440 nha. Để 440 mình có cài đặt thế này. Mình có cài đặt 440 và 270 ở đây rồi. Hỗ trợ của 440 là hồi lại được rồi. Nhưng mà đoạn này lại bị đạp xuống. Đấy. Rất là tiếc, mình cứ tưởng cái giai đoạn này nó sẽ hồi lại được rồi. Nhưng mà lại bị đạp xuống ngược lại. Thủng luôn cả hỗ trợ 440. Đấy. Và tiếp tục là chạm hỗ trợ 720. Đấy. Hy vọng giai đoạn này là nếu mà đạp thì đạp đến khoảng 60, sau đó ngược lại nhỉ. Đấy. Còn là nếu mà không ấy, thì nó sẽ ở giai đoạn là 6.600 này thì nó sẽ hồi trở lại nha. Nó sẽ hồi từ từ thôi, nó không hồi nhanh được đâu. Đấy. Đây là Samsung, được chưa? Đấy. SK Hynix thì sao? SK Hynix. Đây, một số bạn hỏi mình là mua SK Hynix được không? Thì SK Hynix các bạn là xác định đầu tư chung và dài hạn thì các bạn vẫn mua được nha. Vẫn mua được, được chưa? Đấy. Vẫn mua được trong ngắn hạn này. Đấy. Còn các bạn nào mà không gồng lỗ được ấy, thì các bạn cứ cắt lỗ đi nha. Cứ thủng kháng cự một ngày các bạn cắt đi. Đấy, các bạn chờ hồi phục trở lại thì các bạn mua vào. Rồi, đấy. Thị trường một số mã nữa, một số bạn hỏi mình là SK NC NC Notion đó. Một số bạn hỏi mình NG Energy Solution. Cái mã này thì mình thấy là gì ạ? Khi mà
lên sàn một cái thì nó tăng rất là mạnh trần luôn ở 500 người ở đây. Rất nhiều người bị sao ạ? Rất là nhiều người bị đu đỉnh ở đây nhá. Đu đỉnh ở đây điều chỉnh nó lên một cái cho thoát hàng của chợ. Và đoạn này thì rất là nhiều người đu đỉnh ở đây, là rất là nhiều người đu đỉnh ở trên này. Và rất là nhiều nhà đầu tư sẽ đu đỉnh ở đây. Này. Bạn thấy khối lượng này có thấy bán ra không? Không thấy bán ra, người ta vẫn giữ nhá. Khối lượng này không có bán ra này, đấy, không có bán ra. Và giữ mà có thấy dòng tiền của Ecokin một kỳ quan cũng có. Cái mã này mình nghĩ là các bạn có thể đầu tư trung hạn được này, trung hạn được. Đấy. Bởi vì cái NG Energy Solution này thì vốn hóa thị trường nó đứng thứ hai rồi. Đứng thứ hai thị trường rồi, sau Samsung rồi nhá. Đấy. Bạn là giữ được nhá. Ai có ai vào thời điểm này mà giữ được là đẹp này. Ai mà mua thời điểm này thì các bạn cứ giữ nhá. Đấy. Đấy. Rồi, Hyundai Kia cũng đang loanh quanh, đấy, hy vọng hồi phục được. Và một số nhóm ngành liên quan tới Uy Dắc Phung, đúng chưa ạ? Uy Dắc Phung thì Uy Dắc Phung hoặc là gì ạ? Kiếp xét nghiệm thì mình nghĩ là giai đoạn này thì thôi các bạn tạm thời theo dõi nhé. Bởi vì ngày 18 này, đúng không ạ? Ngày 18 này, 18 tháng 4, 18 tháng 4 đúng không? 18 tháng 4 là chính phủ Hàn Quốc đã công bố rồi ạ. Hết cách ly đấy, đúng chưa? Hết giãn cách xã hội, gọi là hết giãn cách xã hội đấy, là các nhà hàng không bị giới hạn về thời gian nữa, đúng chưa? Và mọi người cũng có thể là dễ tụ tập đông người được và không giới hạn số lượng nữa. Và sắp tới thì chính phủ Hàn Quốc sẽ nghĩ tới việc đầu tiên là gì ạ? Hết giãn cách đúng không ạ? Hết giãn cách và tiếp tới sẽ nghĩ tới cái chính sách là gì ạ? Là bỏ, không phải đeo khẩu trang, bỏ. Bỏ mask khử nhá. Mask khử. Bỏ mask khử, khi các bạn đi ra ngoài thì các bạn không phải đeo mask khử nữa, thì mình cũng rất là chờ đợi cái dạng này. Đấy. Đấy thì hiện tại thì các bạn hãy chú ý tới một nhóm ngành, nếu các bạn nào thích đánh theo thông tin thì các bạn hãy nhớ tới một số mã như là gì ạ, liên quan như Tehan hàng không chẳng hạn đấy, nhóm Tehan hàng không và các nhóm liên quan đến hàng không của du lịch đoạn này thì sẽ được hưởng lợi nhá. Đấy, Tehan hàng không chẳng hạn sẽ được hưởng lợi, hoặc là một số mã như Jenimta này, hôm trước mình nói Air Busan này, đúng chưa ạ? Tehan hàng không, Jeju hàng không, hoặc là gì ạ, chốt in giờ hen đấy, chốt in giờ hen, hoặc là gì ạ, Hana Tour, hoặc là một số nhóm liên quan tới mỹ phẩm, là một số mã liên quan đến mỹ phẩm của đấy, một số nhóm liên quan mỹ phẩm nhá, thì các bạn cũng có thể chú ý được, đúng không ạ? Thì khả năng sắp tới thì một số mã liên quan mỹ phẩm sẽ chạy từ từ đi lên, bởi vì sau khi bỏ mask thì người ta bắt đầu lại làm đẹp quay trở lại để đấy. Mình nghĩ tới một mã mà hôm trước các bạn có hỏi mình là mã gì ta, các bạn cứ xem xét nha, có thể là gì ạ, NG NG cân căng gì ạ, NG cân căng ấy đấy, một mã NG cân căng là mã liên quan đến mỹ phẩm này, thì các bạn chú ý mã đấy nhá. Này, sắp tới thì các bạn chú ý tới hàng không này, đấy, hàng không này, du lịch này và các nhóm ngành dịch vụ, đã là các nhóm ngành dịch vụ và nhóm ngành mỹ phẩm nữa, là sao đang sẽ tăng thời gian tới. Thì hôm nay thì mình cũng xin review như vậy thôi, một số mã, một số xu hướng như vậy cho các bạn trong tuần sau các bạn theo dõi nhé. Đấy, tuần trước, 2 tuần trước thì mình cũng có nói trong nhóm một số mã các bạn có thể đánh Tan Tha Swing này, món dây lim tan này cũng đẹp này, đang cho xu hướng rất là đẹp, hoặc là Air Busan này, này Air Busan cũng cho cái xu hướng rất là đẹp, đang tích lũy đi ngang này, có dòng tiền của Ecokin vào này, đấy. Đấy thì cũng xin chúc các bạn đầu tư thành công trong tuần sau. Đấy, các bạn cảm thấy video của mình giúp ích được cho các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh cho mình một like, một share và theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.